Tự nhiên sao em muốn đi vô đây với tiền? Hả? Chưa, đỏ ao quá trường cả nè. Thôi giờ kẹt xuống ha. Đi 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 đi, anh em mình tắt máy đi, đưa cho con bé nó xuống đi. Rồi đi 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 đi. Các bạn thì bên mình là có bán nước cốt nhào, thì cái này là trị nhức mỏi nè, đau khớp hoặc là mình có bị mập á, mình uống giảm béo được này cô chú. Nên là cái chai này thì 350.000 mình ship toàn quốc luôn nha cô chú. Còn bên mình thì cũng có thêm mật ong nguyên chất là 100%, 1 lít là 1 triệu. Thì cô chú anh chị các bạn nào có mua thì cứ liên hệ với chúng em ha. Là anh em mình đưa bé Tiền lên ngọn núi Hải Đăng hả Bin? Bây giờ là bé Tiền đang ở trước của chú anh. Bây giờ là mình đang lên trên đỉnh núi Hải Đăng này. Đây là cái đoạn đường anh em mình đi. Em thấy có quán cà phê lát nhé, quán cà phê đẹp quá. Rồi ok. Rồi, bên kia là đang lên trên núi Hải Đăng. Còn bên kia là có nhà cao. Nó đi theo ra tiện ha, chứ nếu mà mình chèo là chèo không nổi luôn á. Nó quay vòng vòng thôi. À đó, đó. Cà phê cái gì Sơn Đăng nè. Ủa, lên 100 m. Ở đây là lên núi Hải Đăng đúng không? Rồi, okay. Rồi cảm ơn em. Rồi bây giờ mình sẽ lên núi. Wow, đẹp tuyệt vời ha nè. Ra đường lên núi mà mình có đường này đi cũng tiện ra hả Bin ha. Sắn lên. Giờ anh em mình sẽ đưa bé Tiền đi trải nghiệm độ cao của núi Hải Đăng như thế nào. Rồi đã đến rồi. Đã quay trở lại với kênh của mấy anh em. Thì trên cái cuộc hành trình đi lên trên đỉnh núi Hải Đăng, ngọn Hải Đăng ở Vũng Tàu, thì anh em đi lên đây thì những cái đi lạc vô khu này, mà hình như là nắm được biết đây là một cái tầng hầm ngày xưa mà chiến tranh đó quý vị. Nên là cái nhà xem cái bức tường này nó rất là dày luôn, nhưng mà khi mà đến đây thì thấy có thờ rất là nhiều. Nên anh em cũng muốn bé Tiền muốn đi vô đây thắp nhang, nên là anh em sẽ cho bé Tiền vô thắp nhang rồi mình đi tiếp nha quý vị. Đi lên bé Tiền ơi. Đi lên nè, cái này nè. Đi hướng bên đây nè. Nè, con đi trên cái đây là đó. Ngọn Hải Đăng. Và bên kia thì hồ mây bên đó đó quý vị. Ở bên đó là hồ mây có đi cáp treo lên. Nhưng mà đi một lần tới vé 400.000 lận. Đó là anh em nghe vô hỏi vé ăn cái giật mình luôn. Và ở trên đây thì nhìn xuống thành phố Vũng Tàu. Trời ơi, nếu mà lên đây mà vào ban đêm thì nhìn xuống thành phố đẹp. Rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Ủa ban đêm mình lên đây được không ta? Được, đâu có cấm đâu, đi giờ đi chứ. Nó dưới đó là thành phố Vũng Tàu. Không, cái này mình nói là cho khán giả biết để mà khi khán giả lên đây đi thì đi. Theo trận bé Tiền. Dạ, đi. Thấp nha. Tự nhiên không biết là đi cái hướng này là đi lên Hải Đăng. Chỉ đi vào đây luôn. Và thấy cái tầng hầm. Cái bê tông nó dày nè quý vị. Cái này hồi xưa nè ha. Cái này là hồi xưa. Đá này biết đá gì không? Đá này như là đá khối á. Đó
đây thì em thấy ông trời thần tài luôn, có mày Quan Âm chưa? Nam mô A Di Phật, Nam mô A Di Phật, có rất là nhiều thần tài và trong đây thì Phật Di Lạc. Cái tiền thì đang thắp nhang, thấy Phật thì đốt nhang. Con đại diện cho hai chú với anh Nam nha, đốt nhang luôn đi. Và ở trước mặt cái chỗ này thì có một cái cây bồ đề mà hình như là rất là đặc biệt hơn là cái những cái rễ nó bám sát vô cái tường luôn quý vị xem. Đây, nó bám qua tường kia, nó bám theo nguyên cái nền nhà luôn, và cái kiến trúc này thiết kế rất là ngộ luôn quý vị, và nó kéo dài vậy luôn, từ đây xuống dưới phút cái kia luôn. Cái cây này chắc cũng lâu năm lắm mà. À, cây này cũng lâu năm lắm mà. Trên đường bé tiền đi lên đây thì anh em tự nhiên không biết sao chạy đi lạc qua đây luôn ta. Không hiểu luôn ha. Để lát hỏi bà con là quay lên cái đường ngọn hải đăng hướng nào. Đây nè. Nhớ tôi Phật đi lạc đúng vậy. Nhờ tượng Phật quá trời. Là khi mà vô đây tới đây thì bé tiền thấy bé tiền kêu muốn đi thắp nhang. Em để cho bé tiền thắp nhang xong và sẽ đi lên trên ngọn hải đăng. Rồi, mình đi ha. Trên cái chuyến hành trình, đây là cái con đường mà đi lên trên ngọn hải đăng ở Vũng Tàu. Thì đang đi trên đường bất chợt thì bé tiền lại kêu anh em mình ghé lại đây để mà thắp nhang. Là tại sao, lý do tại sao em muốn ghé đây thắp nhang bé tiền? Dạ, tại vì con muốn vô đây thắp nhang. Nhưng mà để đặc biệt hơn, đây là hang ông hổ quý vị. Đó, ở trên cái đường, đây là cái đường mà đi lên trên ngọn hải đăng ở Vũng Tàu. Thì bây giờ anh em mình đi ngang đây thì thấy trong cái vòm đá này có một cái hang nè quý vị. Thì bây giờ để anh em mình đi vào bên trong chia sẻ cho quý vị khán giả xem trong cái hang này có gì nha quý vị. Thôi bé tiền dẫn mọi người vô đi. Tự nhiên bữa nay đi không xuống, không xuống. Đây là hang ông hổ. Khi mới vào thấy quá rất trời, là nhiều thần tài địa ha. Tượng ông thần tài thổ địa quý vị. Quá trời nhiều luôn. À, cái tiền đi đâu vậy cái tiền? Cái tiền gì cái tiền? Thắp nhang. Trong đây cũng có. Rồi. Cái mình đi vào trong. Wow. Để mình đi xuống dưới mình mua nhang thắp Phật đi. Ở đây có anh thấy có tượng Phật nè, rồi tượng mẹ. Đi, cái hang này mình đi ra xuống dưới mình mua nhang lên đi. Mình lấy mình đâu biết đâu, tưởng cho mấy tiền đi lên đây mà khám phá cái ngọn hải đăng ha. Nhưng mà bất ngờ đi lên đây thì hang ông hổ. Khi mà bé tiền đi qua một đoạn xe anh em mình đậu tốt trên kia, bé tiền bắt bằng buộc mọi cách phải nhường lại đi xuống đây thắp nhang. Nên bây giờ mình sẽ lấy xe đi, mình chạy xuống dưới là mình mua nhang với bông lên. À, rồi, rồi. Ở đây có một cây bồ đề nữa nè, mà ở đây cái mấy gốc cây này toàn là nó cứ bám trong đá. Đá ha. Đâu? Đó. Đó. À, đây. Đây là cái gì? Hang ông hổ. Ơi. Ông tà sư tử. Em đi vô trong không hả tiền? Không, không xuống con ơi. À, đi, anh em mình đi chung với con bé vô. Không xuống. Wow, sao vậy?
Tự nhiên sao em muốn đi vô đây với tiền? Hả? Con thấp ngàn hả? Thôi thôi mình đi ra đi. Rồi anh với mấy chú đi mua nhang rồi mình đi thắp ha. Dạ. Hả? Dạ. Tự nhiên nó ngừng lại mà nó đòi chạy vô trong đây luôn quý vị. Thôi mình quay ra đi. Đi đi. Với tiền này đi. Sao mà tự nhiên em lại chạy vô trong đây làm gì? Con muốn thắp nhang cho hai ông hổ hả? Dạ. Em quý vị, đây là hang ông hổ. Đường đi lên trên ngọn Hải Đăng ở Vũng Tàu. Mà anh em không biết luôn á, bất ngờ luôn. Sao đi tự nhiên hồi nãy thì quẹo đường cái ngã ba dưới thì lại gặp nguyên một cái chỗ cái lô cốt ngày xưa. Rồi bây giờ đi lên trên cái ngọn Hải Đăng thì ngang đây lại gặp hang ông hổ. Nói chung là cái nguyên một cái đoạn đèo này, cái nhà xem nè. Đây là biển nè. Vậy là bây giờ là mình sẽ đi mua nhang ha. Dạ. Mua nhang rồi lên mình thắp nhang. Rồi giờ là bé tiền lên đây thấy lại lại với tiền hả, con có khỏe người không? Dạ có. Khỏe người phải không? Dạ. Vậy là giờ tiếp tục hành trình đi lên trên ngọn Hải Đăng hay sao? Dạ. Ừ? Sao em thấy em sao vậy các em? Đời. Ừ, thấy người bé mệt mệt sao? Sao? Đi được không hay là thôi đi về? Tại vì chuẩn bị sắp giờ qua thầy rồi. Ha. Bây giờ mình đi qua thầy đi, hồi chiều mình hết lên đây. Ha con. Tự nhiên anh em đi toàn tuốt bên xa trên kia rồi. Bé nó kêu quay đầu xe lại bằng được luôn. Mà nãy đi ngang đâu để ý đâu. Mình lo mình chạy không con bé chỉ mình á. Cái đường đèo đi lên đây là cũng rất là quanh co luôn quý vị. Cái xe đi lên là cũng hơi đấm đuối luôn á. Ha, bây giờ là mình đi xuống đi. Rồi mai chiều khỏe ha đi lên lại ha. Hay sao? Sao? Ừ. Thôi bây giờ mình đưa cho bé tiền nó xuống đi. Đúng rồi. Chứ em thấy lên đây cái lên đây nó sao sao nữa rồi. Nó thấy người mệt mệt đó ha. Thôi, vậy thôi, đi đi con, xuống đi, rồi chiều mình nó lên. Đi, lấy xe. Vậy đi, đi lấy xe đi. Đi lấy xe đi con. Đi tướng mạnh dạn đến cối. Sắp gặp thầy rồi mà đi tướng yếu nhất gì. Con. Trời ơi, sao mấy lần đây bé bị gì nữa rồi. Ừ. Kim con. Lấy nước là. Nước đâu. Ủa sao kỳ vậy ta con ta? Lại chỗ chỗ miếu ông hổ mà con có biểu hiện gì kỳ với bé tiền? Tại sao vậy? Bé tiền cảm giác mệt trong người hay sao? Sao vậy con? Trời quý vị ơi. Uống nước rồi con. Thấy trong lòng sao? Khỏe không? Mệt rồi hả? Mệt rồi. Mệt anh em ơi. Sao ngồi xuống cho nó khỏe cái đi rồi giờ, mình đi xuống. Bây giờ mình tranh thủ ấy đi, mình đưa bé về thầy đi. Đi, ngồi xuống đi. Rồi con. Ngồi xuống cho nó. Ngồi đi con. Ngồi xuống đi. Đỡ, ngồi xuống cho nó mệt cái đi. Nó đỡ mệt xíu đi. Để mình đi xuống thầy con. Chứ giờ trên đây xuống dưới là rất là khó khăn, mà con đi xuống dưới là phải cho con khỏe mới được, chứ con mệt gì là xuống dưới không an toàn đâu. Sao cảm giác trong người sao bé tiền? Hả? Mệt. Tự nhiên mệt hả? Tự nhiên anh em mình đi ngày hôm nay muốn đưa cho bé tiền lên trên ngọn Hải Đăng chơi, mà cũng không biết là ở đây có hang ông hổ gì hết. Nhưng mà khi mà anh em đi qua rồi thì bé tiền thấy, bé tiền kêu Quỳnh lại thắp nhang.
tự nhiên bây giờ đi ra muốn ói mệt hả? Dạ. Rồi sao đây nè? Giờ sao? Cho nó mà khỏe chút xíu đi rồi đi xuống thầy chứ sao? Uống nước vô đi rồi đi xuống. Nghỉ ngơi cho khỏe cái mình đi xuống. Nhức đầu. Nhức đầu hả? Nhức đầu nó kìa anh em ơi. Bây giờ là trưa rồi, 11 giờ rồi. Giờ đầu giờ chiều mấy thầy mới ấy. Bây giờ đi xuống dưới rồi xong rồi ăn uống nghỉ ngơi một tí ha, coi tình hình sao. Ha, được không? Bây giờ khỏe chưa? Thở chưa? Xuống được không? Được hả? Không? Bây giờ ngồi thở hít sâu, hít vô thở ra sâu đi. Cho khỏe cái đi mình mới xuống được. Thôi xuống dưới cũng nguy hiểm lắm ạ. Xe đi cái dốc xuống nguy hiểm lắm. Khỏe chưa? Khỏe chưa? Ông áp chưa? Sao cái mặt nhìn mặt bơ phở cho quý vị ơi. Muốn nói hả? Trên đây độ cao quá. Có cái anh em có kẹo gì cho nó ngậm không? Kẹo đâu, làm gì có kẹo. Không có kẹo. Bây giờ khi trên đây độ cao quá nhiều khi nó mệt sao? Nó bị say sóng không chừng đó. Con thấy con. Mấy tiền nó có vấn đề rồi. Đúng rồi đó. Thôi mình sao mấy tiền? Ổn không? Cái gì vậy? Ổn mấy tiền? Đây này. Sao mặt em ngơ ra cái gì vậy? Bình tĩnh lại nha. Đi qua gặp thầy nha. Thôi mình xuống đi, xuống dưới rồi đi qua gặp thầy ha. Rồi, thôi đi đi đi. 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 Này mà. Vậy. Giờ xuống dưới, giờ mình đang xuống dốc của chú ơi. Đang trên núi. Gì mấy thằng? Sao có? Vậy có. Hả? Ổn không? Về nè. Ổn không? Rồi con uống miếng nước đi. Thôi đừng uống nữa, ói đó. Không dọn gì lên đây trời. Rừng này thấy tức là không ổn rồi em ơi. Tình hình không ổn đó, thấy thua rồi đó nha. Khỏe cái này hạ xuống nha. Xuống dốc cái đèo đi xuống đường rất là khó luôn á. Khó đi luôn á. Ngồi cho nó tỉnh cái đi hả. Em bị gì? Hả? Cứ lắc đầu không mà cứ nhăn nhăn vậy. Làm cho mọi người lo hả. Đó. Cái gì hả? Trời ơi, mấy tiền nó thở à. Gì vậy mấy tiền? Em nói em bình thường mà sao em nhăn nhăn vậy? Hả? Sao con? Thôi. Sao? Cho nó. Ổn đi, đừng đi xuống. Cho nó ổn xuống đi. Ổn chưa? Chắc chưa? Nó không ấy gì, đi xuống chứ nguy hiểm lắm, cái tranh thủ gì. Bình thường là tỉnh táo là ổn rồi hả xuống được. Đi xuống đi xe cộ rồi, cái dốc xuống nguy hiểm lắm. Nguy hiểm lắm á. Sao khỏe chưa? Mà sao mà em nói em khỏe mà cái mặt em nhăn gì? Mệt hả? Khỏe mà mệt. Sao con bé nó nó muốn gì kìa anh em ơi. Rồi. Thôi bây giờ kè nó xuống cho nó xuống đi. Cặp mắt chưa? Đó ao quá trường cả nè. Thôi giờ kè xuống ha. Kè xuống đi. Anh em mình tắt máy đi, đưa cho con bé nó xuống đi. Rồi đi.